Tối ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã xác định được danh tính thi thể được tìm thấy trong quá trình trục vớt xe đầu kéo vào chiều cùng ngày. Danh tính người này là Hà Quốc C, sinh năm 1986, ngụ xã Trung Hóa, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Thông tin nạn nhân và biển số xe hoàn toàn trùng khớp với thông tin tìm kiếm mà Công an Phú Thọ đã phát đi trước đó. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi. Như đã đưa tin, sáng nay vào ngày 20 tháng 9, lực lượng cứu hộ cứu nạn Phú Thọ trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập và buổi chiều thì tiến hành trục vớt xe ô tô đầu kéo, biển số 19H00419 kéo theo sơ mi móc, biển số 19R01111. Quá trình này, lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông trong cabin. Với việc tìm thấy nạn nhân Hà Quốc C, đến thời điểm này đã tìm được thi thể ba nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Hai thi thể nạn nhân trước đó là anh Lương Xuân Tê và chị Nguyễn Thị Hát là hai vợ chồng ngụ huyện Thanh Thủy. Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9 tháng 9, cây cầu nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ bị sập do lũ trên sông Thao sông Hồng lên rất cao chảy xiết, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính là nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống sông, trong đó có một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, 6 mô tô, một xe máy điện và 8 người mất tích. Ngày 20 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiến hành trục vớt phương tiện xe đầu kéo nhịp cầu Phong Châu bị sập và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân mất tích. Đối với nhịp cầu bị sập, lực lượng chức năng sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp dàn thép, sau đó dùng cần cầu tải trọng lớn kéo lên bờ. Với phương tiện xe đầu kéo mắc kẹt trong vòng cầu, lực lượng chức năng cắt phần thùng xe, kéo lên trước, phần đầu xe kéo lên sau. Trong quá trình trục vớt phần đầu xe đầu kéo, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bên trong cabin. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó chủ tịch huyện Tâm Nông xác nhận thông tin này. Ông cũng cho biết hiện lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ xác định danh tính. Trong danh sách các nạn nhân mất tích mà công an tỉnh Phú Thọ công bố trước đó, có hai trường hợp liên quan đến phương tiện xe đầu kéo. Đó là anh Hà Quốc C, sinh năm 1986, ngụ xã Chu hóa thành phố Việt Trì, chạy xe đầu kéo biển kiểm soát 19H02419 và anh Dương Công C, sinh năm 1981, ngụ Đan thượng Hạ Hòa, chạy xe đầu kéo biển kiểm soát 19H04212. Chiều ngày 20 tháng 9, đại diện Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam cho biết, ngày 20 tháng 9, lực lượng công binh đang tiến hành làm đường dẫn hai bên cầu xuống cầu phao Phong Châu. Trước đó, từ ngày 19 tháng 9, lực lượng quân đội đã hạ thủy một số phao. Vị trí lắp đặt cầu phao cách cây cầu Phong Châu bị sập khoảng 400 mét về phía hạ lưu sông Hồng, bờ tả thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, bờ hữu thuộc xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Theo lãnh đạo huyện Tam Nông, các lực lượng đang tiến hành gia cố bến phá lên xuống để đảm bảo an toàn sẽ hoàn thiện thông cầu cho người dân đi lại. Nếu điều kiện thuận lợi, có thể trong vòng 2 tới 3 ngày tới sẽ hoàn thiện lắp đặt. Với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, tri cục đường thủy nội địa khu vực 1 đề xuất phương án vận hành cầu phao Phong Châu sau khi hoàn thành lắp đặt đảm bảo an toàn. Đại diện Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam cho biết, để nhanh chóng vận hành cầu phao an toàn sau khi lắp đặt xong, Tri Cục Đường Thủy Nội địa khu vực 1 đã phối hợp với đơn vị vận hành cầu phao thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực. Theo đó, lưu lượng phương tiện thủy lưu thông trên khu vực luồng qua cầu phao là không lớn. Thống kê tại trạm quản lý đường thủy nội địa cổ tiết cho thấy, trong năm 2023 có khoảng 120 lượt phương tiện một tháng phương tiện có trọng tải từ 100 tới 300 tấn, chủ yếu vận chuyển vật liệu xây dựng, cát, đá, sỏi, gỗ răm và đánh bắt thủy hải sản. Do vậy, nhằm đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn, thuận lợi nhất, tri cục đề xuất phương án là đóng mở cầu phao một lần một ngày, từ 9 giờ đến 10 giờ hàng ngày, linh hoạt số lần đóng mở tùy theo phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực sau khi thống nhất với đơn vị vận hành cầu phao về thời gian đóng mở cầu phao tri cục ra thông báo hạn chế giao thông thông báo thời gian đóng mở cầu phao gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng các sở giao thông vận tải chính quyền địa phương v v thông tin đến các thuyền trưởng điều khiển phương tiện biết để chủ động thời gian lưu thông qua khu vực bảo đảm an toàn hiệu quả Tri cục cũng đề nghị cấp thẩm quyền bố trí hai trạm điều tiết tại khu vực thượng lưu hạ lưu cầu Pha Phong Châu, bố trí phương tiện và nhân lực theo quy định về công tác điều tiết khống chế, chống va trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa để điều tiết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, vụ sập cầu Phong Châu kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7 lúc 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9. Thời điểm cầu sập có 8 xe gặp nạn, gồm một xe tải, một xe con, 5 xe máy, một xe đạp điện. Tính đến ngày 20 tháng 9, có 3 nạn nhân được cứu sống, tìm kiếm được hai người thiệt mạng. Như vậy, còn 6 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Sáng ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang có mặt tại cầu Phong Châu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án cứu hộ trục vớt phương tiện bị chìm đắm trong sự cố sập cầu Phong Châu. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, cũng có mặt tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu vào sáng ngày 20 tháng 9 để chỉ đạo lực lượng ghi nhận hiện trường, tiến hành công tác điều tra ban đầu. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng cùng với các phương tiện xe máy chuyên dụng, tiến hành san gạt mặt bằng, di chuyển đặt cầu chuyên dụng vào vị trí thuận lợi để tiến hành trục vớt. Nhịp cầu Phong Châu bị sập cùng với chiếc ô tô tải mắc kẹt bên trong, cách cầu Phong Châu khoảng 100 m đã được lực lượng chức năng sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp dàn thép. Dự kiến sáng nay, ngày 20 tháng 9, các lực lượng sẽ trục vớt nhịp cầu, phương tiện và tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ sập cầu khiến hai nhịp 67 và trụ T7 phía bờ hữu sông Thao bị cuốn trôi, một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, sáu mô tô, một xe máy điện và tám người mất tích. Cần cầu chuyên dùng 400 tấn được đặt trên bờ, hai tàu có lắp trục vớt được dùng để nâng nhấc bê tông mặt cầu, trụ cầu, cọc, bệ mố đang chìm dưới nước lên mặt nước. Sau đó, lực lượng chức năng dùng máy xúc đặt trên tàu tiến hành phá rỡ. Riêng đối với trụ cầu T7 bị đổ không thể phá rỡ lai rắt, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ nói sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền, thả phao, báo hiệu cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy để chờ khi nước sông rút sâu sẽ tiến hành phá rỡ thanh thải nếu cần thiết. Cơ quan này đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ xem xét chấp thuận gần 9 tỷ đồng thực hiện trục vớt phương tiện phân cấu phong châu bị chìm dưới lòng sông. Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ dự kiến thời gian trục vớt diễn ra trong khoảng 60 ngày. Đến 18 giờ chiều ngày 19 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã huy động máy lưu, máy ủi, ô tô, v.v. cùng nhân lực tiến hành san gạt mặt bằng đặt cầu chuyên dùng vào vị trí để chuẩn bị cho công tác trục vớt phương tiện trong vụ sập cầu Phong Châu. Lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp dàn thép, sau đó trục vớt ô tô tải bị đắm. Tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự khu vực trục vớt, không để người không có nhiệm vụ vào khu vực trục vớt phương tiện. Dự kiến sáng ngày 20 tháng 9, các lực lượng tiếp tục triển khai trục vớt nhịp cầu phương tiện bị đắm và tìm kiếm người bị mất tích với tinh thần làm việc khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ trục vớt. Trước đó cũng trong ngày 19 tháng 9, lực lượng quân đội đã thả một số phao xuống sông Hồng để khảo sát thăm dò mực nước. Việc lắp đặt cầu phao sẽ được tiến hành ngay khi đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật an toàn. Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9 tháng 9, nguyên nhân là do lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, chảy xiết dẫn đến cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính là nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống sông, trong đó có một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, 6 mô tô, một xe máy điện, 8 người mất tích, vân vân. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là Lương Xuân Tê và Nguyễn Thị Hát là hai vợ chồng cùng ngụ ở khu 1 xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy. Dự kiến chi phí trục vớt phương tiện nhịp cầu phong châu bị sập là gần 9 tỷ đồng.